Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Báo New York Times mới đây đăng bài phỏng vấn ông John Kelly, cựu tránh văn phòng Tổng thống Mỹ dưới thời ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Tại đây, ông Kelly bất ngờ kêu gọi cử tri Mỹ cần nhắc kỹ trước việc có bầu cho ông Trump hay không, vì ông có góc nhìn gây tranh cãi trong nhiều vấn đề quan trọng. Nổi bật trong đó, theo ông Kelly là việc cựu tổng thống Mỹ hội tụ đủ tiêu chí của một người phát xít. Thậm chí, ông Kelly còn khẳng định, ông Trump từng nhiều hơn một lần dành những lời có cánh cho độc tài Adolf Hitler. Chia sẻ trên đài CNN, cựu bộ trưởng Bộ Quốc phòng của ông Trump, ông Mark Esper cũng khẳng định, khó có thể nói rằng ông Trump không phải là một người phát xít. Điểm chung của cả hai nhân vật trên đều là cựu tướng lĩnh hoặc công tác trong lĩnh vực quốc phòng. Ông Kelly là một đại tướng thủy quân lục chiến đã về hưu. Trong một bài đăng trên mạng xã hội chút social, ông Trump đã bác bỏ những phát ngôn của ông Kelly mà cựu tổng thống cho là sai sự thật. Ông Trump cho rằng ông Kelly là kẻ thoái hóa khi đã bịa ra những câu chuyện xuất phát từ lòng căm ghét ông. Đồng thời khẳng định những câu chuyện mà ông Kelly kể là lời nói dối. Ông Trump viết: "Mặc dù tôi không nên lãng phí thời gian với ông ấy, nhưng tôi luôn cảm thấy cần phải đáp trả để theo đuổi sự thật. Ông John Kelly là một vị tướng tồi, đó là người mà tôi không muốn nghe lời khuyên khi ở nhà trắng." Những bình luận của ông Kelly và ông Esper nhanh chóng được Phó tổng thống Kamala Harris tận dụng để chỉ trích ông Donald Trump trước cử tri. Khi được hỏi bà có tin ông Trump là một người phát xít trên đài CNN, bà Harris khẳng định: "Có, tôi tin là thế." Trong trường hợp ông Trump trở lại nhà trắng sau cuộc bầu cử vào tháng tới, một cuộc chiến thương mại lớn và đầy đủ sự so có thể sẽ bùng nổ, và lần này EU đã chuẩn bị để đáp trả mạnh mẽ một trong những bước đi quan trọng của eu là thành lập lực lượng phản ứng nhanh được đặt ngay tại trung tâm ba điều hành của chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen tại bruxelles nhóm này đã được chuẩn bị để đối phó với cả hai kịch bản đảng dân chủ hoặc đảng cộng hòa thắng cử tuy nhiên trọng tâm rõ ràng là chuẩn bị cho khả năng cựu tổng thống trump quay lại với chiến lược thương mại cứng rắn hơn động thái trên cho thấy nếu ông trump tái đắc cử và áp đặt các mức thuế mới eu sẽ không khoản nhượng Bruxelles đã chuẩn bị một danh sách các biện pháp trả đũa mạnh mẽ nhằm tạo áp lực buộc ông Trump phải ngồi vào bàn đàm phán ngay từ đầu. Có thể nói một trong những thay đổi lớn nhất sau nhiệm kỳ đầu của ông Trump là sự đoàn kết mạnh mẽ giữa các nước thành viên EU trong việc đối phó với các thách thức thương mại từ Mỹ. Ủy ban châu Âu đã đóng vai trò chủ đạo trong việc phối hợp chiến lược, đảm bảo rằng toàn bộ khối sẽ phản ứng thống nhất. Một nhà ngoại giao cấp cao từ Bruxelles khẳng định, Bruxelles đã chuẩn bị sẵn sàng một danh sách các biện pháp trả đũa mạnh mẽ và chúng tôi tự tin rằng có thể chiến thắng trong cuộc chiến thương mại này. Một trong những điểm nóng trong cuộc chiến thương mại tiềm tàng này chính là ngành công nghiệp ô tô của Đức. Ông Trump đã từng đe dọa áp thuế từ 10% đến 20% lên các sản phẩm của ngành công nghiệp ô tô Đức trong nhiệm kỳ đầu tiên và tuyên bố sẽ phá hủy ngành công nghiệp này để buộc các doanh nghiệp chuyển sản xuất sang Mỹ. Đối với ông Trump, Việc áp thuế lên ô tô không chỉ giúp giảm thâm hụt thương mại của Mỹ mà còn là một đòn bẩy để đạt được các thỏa thuận thương mại có lợi cho Washington. Sự đe dọa trên đã khiến các nhà sản xuất như Volkswagen, BMW và Daimler lo ngại. Ngành công nghiệp ô tô Đức không chỉ quan trọng đối với nền kinh tế Đức mà còn có mối liên kết chặt chẽ với nhiều nền kinh tế khác trong EU. Một cuộc chiến thương mại với Mỹ sẽ gây thiệt hại lớn không chỉ với Đức mà còn với toàn bộ chuỗi cung ứng ở EU. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của EU không phải là kéo dài cuộc chiến thương mại, mà là nhanh chóng đàm phán một thỏa thuận. Các nhà ngoại giao EU tin rằng, dù có thể rất quyết liệt trong việc áp thuế, ông Trump vẫn là một người đàm phán thỏa thuận bẩm sinh. Minh chứng là ông Trump từng đàm phán lại hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Mexico và Canada, cũng như đạt được các thỏa thuận với Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Trên cơ sở đó, EU đang dự đoán rằng một phần trong các cuộc đàm phán này sẽ liên quan đến việc hợp tác chặt chẽ hơn giữa EU và Mỹ về vấn đề Trung Quốc. Ông Trump từng thể hiện sự quan tâm đến việc đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng Trung Quốc và EU có thể tận dụng điều này để làm đòn bẩy trong các cuộc thương lượng. Mặc dù vậy, EU hiểu rằng thời gian không đứng về phía mình. Ngay sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ kết thúc, Brussels sẽ phải hành động nhanh chóng để bảo vệ lợi ích kinh tế của mình. Hiện tại, cuộc chiến thép giữa EU và Mỹ đã được tạm dừng sau khi lệnh đình chỉ thuế quan của EU kéo dài thêm 15 tháng vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, lệnh này sẽ hết hiệu lực vào tháng 3 năm tới, ngay sau khi tổng thống Mỹ tiếp tục nhậm chức. Dù ông Trump hay bà Kamala Harris có lên cầm quyền, EU vẫn sẽ phải tính toán lại các chiến lược thương mại của mình. Kết quả thăm dò ý kiến cử tri công bố mới đây cho thấy, nhiều khả năng Đảng Cộng hòa sẽ giành quyền kiểm soát thượng viện từ tay Đảng Dân chủ trong mùa thu này. Kết quả của cuộc thăm dò do báo The New York Times, Đại học Siena thực hiện cho thấy, Đảng Cộng hòa đang dẫn trước Đảng Dân chủ trong các cuộc đua vào thượng viện Mỹ ở các bang Montana, Texas và Florida. Hiện tại Đảng Dân chủ đang nắm giữ 51 ghế tại Thượng viện, tuy nhiên việc thượng nghị sĩ Joe Manchin bang West Virginia quyết định không tái tranh cử đã khiến Đảng Dân chủ đối mặt với nguy cơ mất thêm một ghế. Hy vọng duy nhất của đảng này là duy trì thế cân bằng 50-50. Trong khi đó, thượng nghị sĩ John Tester của bang Montana, một trong những đảng viên dân chủ gặp khó khăn nhất, đang tụt lại phía sau đối thủ Cộng hòa là Tim Sheehy, một doanh nhân giàu có và cựu lính đặc nhiệm hải quân SEAL, với tỷ lệ 52% so với 44%. Bang Montana với dân số khoảng 1,1 triệu người đã chứng kiến lượng tiền khổng lồ đổ vào cuộc đua tranh cử vào thượng viện năm nay. Theo số liệu thống kê, hơn 265 triệu đô la Mỹ đã được chi cho quảng cáo trên truyền hình liên quan đến cuộc đua này. Tại Montana, cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước Phó Tổng thống Kamala Harris với cách biệt lớn là 57% so với 40%. Điều này tương tự như lợi thế của Thống đốc Greg Jenford của Đảng Cộng Hòa trước đối thủ dân chủ là Ryan Bush, 57% so với 35%. Còn tại Texas, Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Đảng Cộng hòa đang dẫn trước đối thủ dân chủ là Colin Allred với tỷ lệ 48% so với 44%. Tại Florida, thượng nghị sĩ Rick Scott của Đảng Cộng hòa đang dẫn trước đối thủ Debbie McCaskill Power của Đảng Dân chủ với tỷ lệ là 49% so với 40%. Hồi tháng 6, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã gặp các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa để bắt tay vào nghị trình đầy tham vọng có thể áp dụng nếu như ông Donald Trump tái đắc cử và đảng Cộng Hòa giành lại quyền kiểm soát thượng viện. Các nghị sĩ đảng Cộng Hòa đang ngày càng tự tin về viễn cảnh, ứng viên của đảng này là ông Donald Trump quay lại Nhà Trắng vào tháng 11, cũng như khả năng chiến thắng của đảng này trên đường đua lưỡng viện quốc hội. Sự tự tin này dựa trên thực tế tỷ lệ người dân ủng hộ Tổng thống Joe Biden đang thấp, và họ muốn xây dựng nghị trình làm việc ngay từ bây giờ để sẵn sàng cho sự chuyển giao quyền lực vào tháng 1 năm 2025. Cảm thấy thế đa số đang trong tầm tay, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa bắt tay xây dựng nghị trình mới một khi kiểm soát Thượng viện. Thượng nghị sĩ John Cornyn của bang Texas, người chạy đua để trở thành thủ lĩnh Đảng Cộng Hòa kế tiếp tại Thượng viện, liệt kê những mục tiêu của ông trong trường hợp Đảng Cộng Hòa kiểm soát Nhà Trắng lẫn Quốc hội trong năm sau. Theo kế hoạch thì phe Cộng hòa tại thượng viện muốn tiếp tục việc cắt giảm thuế từ thời ông Trump làm tổng thống, tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, giảm những khoản chi bắt buộc của chính phủ để giảm nợ công. Trả lời NBC News vừa qua, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết bà không nghi ngờ gì về việc nước Mỹ đã sẵn sàng có nữ tổng thống và người dân không quan tâm nhiều đến giới tính tổng thống. Cụ thể, với câu hỏi của phóng viên NBC News về việc liệu nước Mỹ đã sẵn sàng cho một nữ tổng thống da màu, Bà Harris tuyên bố, hoàn toàn có thể xét về mọi mặt của đời sống đất nước, một phần quan trọng trong cuộc bầu cử này thực sự không phải là lật sang trang mới mà là khép lại một chương trong kỷ nguyên, thể hiện sự chia rẽ người Mỹ. Đồng thời bà Kamala Harris không quên nhấn mạnh, phần lớn chúng ta có nhiều điểm chung hơn là những điểm khác biệt và người dân Mỹ mong muốn một tổng thống của tất cả người Mỹ. Đề cập đến yếu tố ứng viên nữ, da màu tranh cử tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris nói, tôi rõ ràng là phụ nữ Tôi không cần phải chỉ ra điều đó với bất kỳ ai. Điểm mà hầu hết mọi người thực sự quan tâm là bạn có thể làm công việc đó không và bạn có thực sự tập trung không. Đó là lý do tại sao tôi dành phần lớn thời gian để lắng nghe và sau đó giải quyết những mối quan tâm, thách thức, ước mơ, tham vọng và nguyện vọng của người dân Mỹ. Ứng cử viên Đảng Dân chủ cũng cho rằng người Mỹ xứng đáng có vị tổng thống quan tâm đến cuộc sống của mình, trái ngược với ông Donald Trump, người luôn chỉ tập trung vào bản thân mình. Trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử, Phó Tổng thống Kamala Harris tỏ ra tự tin mình có nguồn lực, chuyên môn và sự tập trung đối với những mối đe dọa tiềm tàng ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Song song với đó, bà Harris cũng mạnh mẽ khẳng định ông Donald Trump cố gắng hủy bỏ cuộc bầu cử tự do và công bằng. Ông ấy đã kích động đám đông bạo lực tấn công đồi Capitol và 140 nhân viên thực thi pháp luật, trong đó có một số người đã thiệt mạng. Đây là vấn đề nghiêm trọng. Đây được coi là lời đáp trả mà bà Kamala Harris đưa ra sau khi ông Donald Trump gây áp lực lên ứng cử viên Đảng Dân chủ bằng những tuyên bố vô căn cứ về gian lận cử tri trong chu kỳ bầu cử năm 2024.